Hello các bạn. Phong, phong, phong. Đánh đi. Đừng có bám. Mày muốn cái gì đi? Mày đừng điêu kéo đó. Mày đánh gì ta? Chết rồi. Lên. Bố vợ thầy đâu hả? Nè, vợ thầy đang livestream với thầy nè. Hôm nay vợ thầy chuyển giới, mới cắt trái cổ cho nên giọng nó hơi đàn ông một xíu. Chào chào mọi người đi em yêu. Hả? Chào mọi người đi em. Cái gì ta? Mẹ bọc tu nên mày chào mọi người các ai. Xin chào tất cả mọi người đã tới với livestream của thầy Leo đẹp trai trên TikTok hả? Gì đây, em chào thầy, nhà em mới gửi tiền ăn và tiền trọ, giờ em mất không biết làm sao. Bình tĩnh đi em. Căng vậy ta. Rồi, coi như thì chưa thấy comment của em. Tiếp. Giờ mình phải tập trung nha, mặc dù mình rồi. Đã từng là gọi là thầy với nhau nhưng mà cái gì cái chứ mà mình phải gọi là một chữ cũng là thầy, nửa chữ cũng là thầy cho mình phải bình tĩnh nha. Từ từ nha. Rồi, điều khiển nè. Điều là đây em vô. Em bấm cái đầu này nè. Shift left hả? Gì? Shift. Từ từ. Nút shift. Bên có hai nút shift không? Bên trái bên phải. Bên trái á. Rồi từ. What the dog doing? Cái mình què này thôi. Rồi giờ đầm được rồi. Rồi nhờ. Rồi. Cái lùm mé cái này. Thầy ơi cứu. Sao tao lên được? Sao tao rồi anh cứu luôn. Giờ em bám này nè. Rồi bám rồi đó. Rồi đi. Phong. Rồi ok, hay quá. Rồi vô vòng, tới em vô. Thầy làm màu vàng nè, ok. Đơn giản, cái này mới đơn giản thôi, sao okay. Tạm nhỉ? Rồi. Mình phải canh như Gunny thì phải. Rồi từ nè. Đánh đi. Cái tư thế này nó kỳ vậy. Quá hay. Ôi, ai nói trò chơi này khó nhỉ? Cái gì vậy? Cái gì vậy? Bình tĩnh. Cái này căng nha, từ nha. Rồi tao bắt luôn nè, lấy luôn. What the fuck? Khoan nha, mình có cái củ cà rốt đó, chắc mình nghĩ mình sẽ lấy củ cà rốt nha. Đúng rồi, mình phải lấy củ cà rốt. Quan trọng là làm sao cho nó lên, rồi tao bấm mày đó. Rồi, go. Đừng có bấm. 18 cộng rồi, không có coi nha. Mày... Này nam nữ chơi được các bạn, hai thằng nam nó chơi kỳ lắm. Đơn giản, cái này đơn giản thôi. Cái này mình chưa có gọi là phối. Rớt củ cà rốt rồi. Em rớt củ cà rốt rồi. Đi thôi, mình bỏ củ cà rốt đi. Ê, củ cà rốt quay lại, củ cà rốt. Thầy mua cái mẹ đi. Thầy đừng điêu kéo nữa. Mày thấy cái cảnh này không gì ơi gì. Trời ơi. Thầy cứ để em. Cái củ cà rốt. Mất củ cà rốt rồi. Rồi bạn bấm tao gì rồi. Mày bấm đi. Ê từ đi. Thôi điều khiển qua liền. Phải canh cái tay vô cái đây đó. Rồi ok. Lên ai da đau. Đưa. Cái gì? Nó bị lắc cái gì ta? Chết rồi. Lên thầy ơi. Rồi. Yeah. Wow. Ê từ. Mà tắt thở trước cổng bệnh viện á. Rồi xong. Em cứu được. Thầy cứ tin em. Em bám được cái giò thầy. Không bám nút gì luôn. Hello, how are you? Bấm tay. Rồi ok bấm rồi, gánh nặng luôn. Ủa mấy chị cũng được. Ok. Thầy rồi. Có đem mực Unikey không ấy? Unikey hả? Có. Hèn chi. Từ, từng người một thôi. Ok, tao đang hút mày đó. Lên. Rồi em qua nè. Nó ghê vậy. Nó có tiệt chiêu nó búng nhưng mà từ. Mình canh cái người nó hướng về phía trước rồi mình nhấn nút liêu á là ok á. Ok từ. Đấy. Được rồi, gì ơi? Được rồi.
được được chỗ nào? Được rồi, nó quá rồi nè. À ok. Từ từ nghe, để tao luyện búng lại cái. Tao biết quy tắc của nó rồi. Nhưng mà phải luyện búng lại cái, từ từ. Bình tĩnh. Khúc này phải bình tĩnh ạ. Yeah. Hay. Một phát rồi, một phát rồi. Rồi luôn. Rồi cái game này coi như chết với tao. Tao biết quy tắc của nó rồi. Rồi mời thầy qua hả? Mời thầy quy tắc qua hả? Hay. Em không biết thầy có kiếm được nguyên lý không? Rồi, tao biết được nguyên lý rồi. Cái này là hồi xưa nói chung là các bạn áp dụng cái phần bài gia tốc của vật lý vô á. Được. Rồi cái gia tốc thầy mang thầy tới đây được không? Được rồi đó, vô xong thắng. Xin lấy đấu chi quyền cô xin hai cạnh kề quyền chi nhau. À ok chưa? em bấm ship. Em qua được rồi, Em ôm củ cà rốt qua rồi. À em phải bấm giữ ship hoài luôn hay vậy? Đúng rồi. Rồi, còn lại cho thầy á. Củ cà rốt cứ để em. Đi. Rồi thầy đi trước đi. Em mang cái trọng trách cao cả này phía sau cho. Ờ đó. Tao thấy là cái củ cà rốt không có nặng bằng tao đâu. Tao tạ lắm. Rồi em ôm củ cà rốt qua nè. Rồi thầy chết rồi đó. Rồi, ghé lại từ đầu. No! Trò nó dễ mà dần dần mình bị mất bình tĩnh á. Rồi trở lại từ đầu. Mình cần phải có cái sự tập trung ở đây á. Yes sir, chắc chắn là vậy. Nãy giờ xin lỗi vì đã nói trò chơi này dễ. Không, dễ quạo á. Dễ quạo á. Rồi thầy qua được rồi đó gì? Thầy qua chưa? Rồi, ờ, nhưng rồi. Mà em chết rồi. Rồi, dạ, rồi, dạ, okay, dạ. Dạ vâng, dạ vâng. Em cũng qua rồi, em qua đời. Trò này dễ quạo. Nguyễn Di hả thầy? Đúng rồi, em sao em biết Nguyễn Di nữa hả? Nguyễn Di là học trò của mình. Hồi xưa mình có dạy Nguyễn Di, dạy 1-1 trong phòng ngủ. Cái gì vậy ta? Cái gì vậy ta? Những tin đồn mà thất thiệt nha. Ngày mai bên truyền thông có thể xóa những bài báo này nha. À. Cứu được. Cái này là 11 để cái nhạc nhạc gì qua đây. You here. Rồi. Tại ta nít. Ừ, để cái nhạc đó vô. Đây. Củ cà rốt đây rồi. Cái gì? Bây giờ em cầm cái đó em qua trước đi. Em qua rồi đó. Ừ. Ok, bình tĩnh nha. Không, mà theo kịch bản là vậy nè. Tức là em qua được là thầy sẽ chết. Không. Bây giờ thầy đi sai kịch bản cho em đi. Bây giờ thầy diễn okay. Sai kịch bản rồi. Thầy đang làm sai kịch bản. Ok chưa? Đó, hồi nãy kịch bản khác là tao qua rồi mày chết. Đó, bây giờ bình tĩnh rồi ha. Thầy sửa lại cái kịch bản. Bình tĩnh. Hết một hơi. Hai. Ok, rồi. Bình tĩnh. Qua đi, thầy qua trước đi. Nó có nước sale, tao sale lại cái này liền. Rồi, chuyện đó còn có đâu á. Rồi Duy ơi, gọi tao qua Duy ơi. Em qua nè, em qua với thầy nè. Em qua nè. Đó, rồi, thầy đi chơi. Rồi. Thầy qua luôn rồi Duy ơi. Rồi, thầy vô rồi Duy ơi. Chưa vô. Duy ơi. Hai. Một cây làm chẳng nên non. Thầy trò hợp sức. Dễ qua game này. Sao không đi Duy, đứng chỗ vậy? Em đợi thầy. Rồi, rồi lấy cô gọi đó đi em. Em lấy cho. Lấy đi em có kinh nghiệm. Dạ. Duy là nó có kinh nghiệm cầm mấy cái vật trụ giống vậy nè các bạn. Vật hình trụ giống của con rốt ở đây nè. Ổn, bình tĩnh đi ơi. Ổn rồi lìa, ok. Ổn rồi lìa, gâu quá, qua. Tao từ. Ê, vậy là em sẽ qua đúng không tới thầy nha. Khúc này là không, mình không được phạm sai lầm á. Thật sự thì mình qua được, nhưng mà cái quan trọng là cái áp lực. Áp lực đồng đội của cái game này rất là lớn. Tại vì đồng đội mình đã qua rồi, bây giờ mình qua không được là mình rất là sợ các bạn. Áp lực cái đó là quan trọng. Cho bây giờ mình Duy chốt với thầy là nếu mà thầy qua không được thì chơi lại thôi đúng không? Không, thầy qua không được thầy chuyển em 5 tỷ nha. Dạ, rồi chốt nha mọi người, let's go. Qua rồi nha. Nhém nữa có 5 tỷ xài rồi, chán ghê vậy đó. Map mới rồi. Thế giới mới rồi. Vậy hả? Ồ. Khoan nước này nó sẽ sao nhỉ? Đâu có đâu, mình đâu có bao. À, cái này là băng chứ không có nước. À, nó băng. Ui, em chết luôn. Ủa chưa chết. Ơ củ cà rốt. Đâu? Củ cà rốt ở trên đấy. Rồi vậy phải chơi lại quá. Hoặc là mình quá. Cứ đi thôi. Qua được, qua cửa được không? Thôi lại thôi. Chơi lại luôn. Ok. Đúng rồi, cái này là thỏ mà thỏ phải ăn cà rốt. Nó nói là thầy cầm người tuyết chuột á. Vậy đó em. Vậy là cầm phải người không? Tuyết chuột thì nó sẽ có một cái lực hơn đúng không? Tao tin phải mày. Không? Thử đi em. Để người tuyết ở đây thì nó sẽ có một cái lý do.
hoặc là em qua luôn rồi thì không có gì đâu. Qua luôn rồi kìa, không có người tiếc gì hết á. Dần dần rất người tiếc nha mọi người. Nghe tao qua luôn rồi đó. Tao qua luôn, tiếc tiếc gì? Tiếc cái gì? Quỷ yêu. Comment nhỉ điêu không à. Bung chân. Ờ, quên được. Quỷ. Hả, đẹp như gì? Em chết luôn hả? Thầy gây sao mình cứ vậy hoài vậy chi gây rồi đi hay rồi đi đang đâu vậy gì à gì rồi rồi chào thầy nè chạy xuống luôn nè ơi phóng qua luôn nè hay quá đáp vô cái mặt chân lít mày luôn rồi đó giờ em chỉ đợi thầy ở đây thôi đó giờ thầy kẹt ở dưới thầy ơi mày sao cái gì đó. Ừ, bây giờ chết chung chứ chết gì vậy? Lên mình gán qua sóng này cái mình nguyên mình nghỉ luôn. Má chịu hết nổi. Thấy nữa, tay em. Quyến nè. Rồi mình end cái video ở đây nè, Đúng rồi. Quá dài rồi. Yeah. Thành phố quá.